Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Clickbuy. Mình là Admin Kha đây. Hôm nay sẽ là video tổng hợp 5 lý do mà các bạn nên mua chiếc iPhone 7 Plus Lock ở thời điểm hiện tại. Clickbuy đang bán chiếc máy này với mức giá rất rẻ thôi, chỉ khoảng là 4.890.000 đồng, chỉ là từ 1 đến 2 triệu cho phiên bản quốc tế. Thì lý do tại sao là mình khuyên các bạn nên mua chiếc iPhone 7 Plus Lock ở thời điểm hiện tại, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết video các bạn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái phần màn hình của chiếc máy này. Chiếc máy này nó sở hữu công nghệ Retina đến từ Apple, và công nghệ này nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái mặt độ điểm ảnh tốt hơn rất nhiều so với lại những màn hình mà có cùng độ phân giải. Với cái công nghệ như thế này thì nó sẽ tính cái khoảng cách trung bình của một người bình thường nhìn vào thì sẽ là khoảng từ 25 đến 30 cm trên một cái màn hình có kích thước 5.5 inch, tương tự như là trên chiếc iPhone 7 Plus này. Thì các bạn có thể thấy được rằng là Apple đã tính kỹ như thế, cho nên là việc mà nó được trang bị một cái độ phân giải Full HD cho một cái kích thước màn hình 5.5 inch ở thời điểm hiện tại, cái mặt độ điểm ảnh thực tế của con này nó lên tới là 401 ppi. Đây là một cái chất lượng chi tiết cho ra cực kỳ tốt. Chưa kể là cái phần màu sắc của cái tấm nền IPS LCD nó cho ra thì nó lại càng thể hiện tốt hơn nữa, một màu sắc cực kỳ là trung thực. Đó, ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có thêm cái công nghệ cảm ứng lực 3D Touch nữa. Đó, rất là vui khi mà chúng ta sử dụng những cái thao tác như thế này. Đó, ấn giữ vào để cho nó hiện ra những cái mục khác này. Đó, rất là vui. Vui thôi chứ còn xét về cái độ thực dụng thì mình thấy rằng là mình không bao giờ sử dụng đến những cái tính năng này. Đó, và cái phần màn hình này nó sẽ có cái độ sáng là khoảng 625 nits. Thì đối với cái độ sáng màn hình này nó sẽ tương tự với lại trên cái chiếc iPhone X Max. Và khi để mát độ sáng của hai máy như thế này, các bạn sẽ thấy này, gần như không có sự chênh lệch. Tức là chiếc iPhone X Max khi mà ra ngoài trời nhìn như thế nào thì cái chiếc iPhone 7 Plus này nó cũng cho một cái khả năng hiển thị như thế. Chỉ có khác ở chỗ là về phần tông màu, tại vì thứ nhất là cái chiếc máy của mình đây, X Max, nó đang có chúng ta là cái công nghệ True Tone, đi kèm với đó là một cái tấm nền OLED nữa, cho nên thành ra thì cái chất lượng của nó chắc chắn là sẽ tốt hơn so với tấm nền IPS ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà xét trên mặt bằng chung, nếu như mà ra ngoài trời thì các bạn sẽ thấy rằng là iPhone X Max nó nhìn rõ như thế nào thì trên cái chiếc iPhone 7 Plus nó cũng sẽ nhìn rõ như thế. Đó, và chất lượng chi tiết của nó cho ra cực kỳ tốt. Tiếp đến là về phần hiệu năng. Trong phân khúc giá này thì thật sự mình thấy với con chip A10 Fusion, rõ ràng nó vẫn cho ra một cái mức hiệu năng rất là tốt ở thời điểm hiện tại. 71.000 điểm thì chúng ta vẫn có thể chơi mượt mà những tựa game ví dụ như là PUBG Mobile hoặc là Liên Quân Mobile ở mức cấu hình cao. Và ở thời điểm hiện tại thì nó chỉ gặp một vấn đề nhỏ về nhiệt độ thôi, tại vì con này nó có một cái thiết kế đó chính là mặt lưng nhôm, cho nên cái việc tản nhiệt của nó sẽ là rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với những chiếc điện thoại mà có mặt lưng kính. Đó, nên là chúng ta sẽ thấy nó nóng hơn, nhưng mà cái việc đó nó cũng sẽ hạn chế được là cái chiếc máy này có hiện tượng bị giật lag. Đó, con chip nó sẽ không bị ủ nhiệt, và các bạn chỉ cần là kết hợp khi mà ngồi gần quạt để chơi game ấy, hoặc là điều hòa, thì cái hiện tượng khựng lag gần như không thể nào xảy ra. Đây là một điểm cộng của cái lối thiết kế trên cái chiếc iPhone 7 Plus này. Mặc dù là nó đi theo một cái tỷ lệ màn hình cũ là 16:9, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì có rất nhiều video nó đi theo dạng 16:9 mà, kể cả video mình đang quay ở đây. Cho nên là cơ bản ấy, khi mà chúng ta trải nghiệm những cái nội dung mà giải trí trên màn hình mà có tỷ lệ 16:9 này, nó vẫn là một cái gì đó rất là tốt ở thời điểm hiện tại, chứ chưa hẳn là thể hiện rằng đây là một chiếc điện thoại nó gọi là rác công nghệ rồi. Và thậm chí là trong năm 2020 này, chiếc iPhone SE nó cũng đã được ra mắt với tỷ lệ màn hình là 16:9. Tiếp đến là về phần camera. Camera luôn luôn là một điểm mạnh trên iPhone, tại vì nó sẽ đi kèm với lại một cái độ ổn định của phần mềm và với một khả năng thu âm rất tốt. Mình thật sự mình rất ấn tượng về khả năng thu âm của iPhone, đặc biệt là trên những dòng đời iPhone cũ, kể cả là iPhone 6, 6S đi chăng nữa thì cái khả năng thu âm của nó vẫn rất là tốt. Và ở đây thì mình thấy rằng là cái việc mà nó có một cái phần mềm ổn định này, tự động tốt này, chỉ cần giơ lên và chụp, không có tùy biến gì nhiều phức tạp, thì nó sẽ giúp cho những người dùng mà cao tuổi, ví dụ như là bố mẹ mình hoặc là ông bà ấy, vẫn sẽ có thể là thao tác cực kỳ dễ dàng với một cái nút chụp duy nhất là chúng ta đã có ngay một bức ảnh rồi. Và chất lượng ảnh cho ra thì luôn luôn ổn định, chất lượng chi tiết vẫn rất là tốt. Con này thì nó sẽ đi kèm hai camera, nó có chung độ phân giải là 12 megapixel. Đây là một cái độ phân giải mà gọi là nó thực hiện rất tốt mọi tác vụ ở thời điểm hiện tại. Chất lượng chi tiết vẫn cho ra là tuyệt vời. Còn với việc nó có một khả năng quay video cực kỳ ổn định và thu âm tốt nữa, thì rõ ràng camera vẫn là một cái điểm mạnh lợi thế trên cái chiếc iPhone này. Còn để nói về bản chất sâu bên trong chiếc máy này, thì cơ bản nó vẫn là một chiếc iPhone lock. Đây cũng có thể được xem như là điểm mạnh và cũng có thể được xem như là điểm yếu, nhưng mà ở thời điểm hiện tại mình thấy rằng là nó chiếm điểm mạnh nhiều hơn. Thật ra thì với cái việc là chúng ta chỉ cần sử dụng SIM ghép và kết hợp với mã ICC ID mới, rõ ràng chúng ta đã có ngay một chiếc máy cho ra cái trải nghiệm như là quốc tế rồi. Đó, ở đây các bạn không cần phải lo gì nữa cả, và chúng ta sẽ được tiết kiệm từ 1 đến 2 triệu đồng so với lại phiên bản quốc tế. Đó, chứ còn mà đến cái thời điểm mà nó bị khóa thì đó sẽ là điểm yếu của những chiếc iPhone lock. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại, khi mà mọi thứ nó đều hoạt động bình thường, lắp SIM ghép vào nó như là một chiếc iPhone quốc tế, thì rõ ràng đây là một điểm mạnh.
Tiếp đến sẽ là về phần mềm, vẫn đang được chạy iOS 13.6 mới nhất và sắp tới sẽ được lên iOS 14. Rõ ràng thì đây là một điểm mạnh luôn luôn trên tất cả các dòng thiết bị của Apple rồi. Đến những đời mà iPhone 6S, 6S Plus thì mình thấy nó còn xuất hiện trong danh sách iOS 14 nữa cơ. Cho nên là về cái khả năng hỗ trợ nó rất là lâu, giá trị sử dụng nó cực kỳ lâu luôn. Chính là vì cái phần mềm này nó đã khiến cho cái chiếc điện thoại này có cái giá trị sử dụng lâu hơn bao giờ hết so với lại những chiếc điện thoại Android. Cho nên là đây là một điểm cực kỳ mạnh rồi. Phần mềm của nó thì cực kỳ ổn định và đơn giản. Còn về giá trị thương hiệu nữa, giá trị thương hiệu thì sẽ là một số người họ để ý đến khi mà họ khá là quan trọng về những thứ họ đang mang và đeo trên mình. Ví dụ với cá nhân bản thân mình đi thì mình cũng luôn luôn là để ý tới mình mặc đồ hiệu gì, rồi giá cả như thế nào, rồi chất lượng sản phẩm ra sao, thương hiệu có tốt không. Thì rõ ràng mình cũng là một người như thế, mình là thuộc cái thế hệ giới trẻ. Cho nên là mình thấy rằng là điều này nó khá là quan trọng khi mà đi tiệc tùng với bạn bè này, cầm một chiếc điện thoại iPhone thì đó. Thứ nhất là cái điểm nhận diện thương hiệu của nó rất tốt, chỉ cần có logo táo đây là để biết là kiểu hàng xịn sò rồi đó. Và cái thứ hai đó chính là về cái mặt mà nó giúp cho chúng ta tự tin hơn, rõ ràng chứ. Rõ ràng là khi mà chúng ta đi ngồi với bạn bè trong cùng lứa tuổi, ví dụ như mình đi, hoặc đối với những bạn nào là đang là học sinh tầm cấp 2, cấp 3 ấy, mà móc một chiếc điện thoại iPhone như thế này ra mà ngồi dùng thì thật sự là trong cái bàn nhậu đó là mình là người sang nhất rồi. Đó. Nó vui như thế thôi, nhưng mà cái giá trị thương hiệu của Apple rõ ràng thì ở thời điểm hiện tại không ai có thể chối cãi được. Cái việc nó được xem ngoài là một cái món công nghệ, một cái món đồ giúp cho chúng ta có thể là giao tiếp, liên lạc hoặc là giải trí, thì nó còn là một cái món đồ được xem như là trang sức nữa. Và đó là những cái lý do mà mình thấy rằng là chiếc iPhone 7 Plus Lock này nó vẫn rất là đáng tiền ở thời điểm hiện tại. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc máy này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.